vào năm 1992. Sau đó thì bà Bà Mông mới mở nhà máy. Thì cái nguyện vọng đóng góp cho Bình Dương còn rất là nhiều. Tuy nhiên là do đó là sống thần không tiếp nhận nhà máy, lúc bây giờ giật. Thì đó là hoạt động nông một lần để chuyển về Long An. Tuy nhiên là cái tình cảm ngày xưa vẫn còn lưu luyến rất là nhiều. Và cũng có rất nhiều đại lý là bán hàng cho bà nông. Thời gian thì sao mà khách lòng mà mình ở xa có thể ra cái tình cảm cứ này nó vôi tay đi. Thì đó ngày nay thì cũng cái vật thì cái thời điểm mà mình đã chuyển biến quý vị một cái chuyện nghề nó nhỏ để tặng quý vị để nhớ lại về thời gian hầu hình với chị có mặt ở Bình Dương. Hy vọng là sau cái chương trình này thì có sự đồng tình của quý vị để chúng ta sẽ gặp nhau sau buổi giao lưu ngày nay. Bây giờ thì tập đoàn không sẽ gửi đến quý vị một lời chào rất là tán dương trong phong nhà tổng được mang tên Hai Mang Chung Sức Cùng Nhà Nông. Và chúng ta giao lưu văn nghệ sẽ là chương trình chúng ta liên quan nhé, rất mong là quý vị